Khi rửa đũa thì chúng ta nên rửa cả bó đũa hay là rửa từng chiếc đũa? Hết. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kính chào các bạn, thì đây là cái nữ công gia chính ở nhà Hari hay rửa chén lắm đúng không? Hari không biết nấu ăn nhưng mà rửa chén là Hari siêu giỏi. Hari khi mà rửa cái đũa đó là mình, người ta nói là hồi nhỏ đó rửa từng cái xong bị mẹ lao quá trời lao. Nè, thứ con gái làm biếng. Rửa mà rửa từng cái mà điệu hả? Con gái của rửa bớt điệu là rửa một chùm. Tại sao rửa một cái như vậy? Ủa thế tại sao phải rửa chung vậy mẹ? Bây giờ là rất là mất thời gian, con nghĩ đi. Sau này là mẹ là thấy con có cái nết là gọi là rửa chén nhà hàng. Bây giờ con nghĩ coi, mỗi khi mà nhà hàng ăn làm mấy ngàn đôi đũa, mà thử hỏi mà ngồi làm từng chiếc như vậy chừng nào mới xong, đúng không? Làm gì nhà hàng đuổi liền, tuốt đũa như vậy làm sao được. Rửa là phải rửa như vậy. Người ta ăn là người ta ăn cái đầu đồ đũa như thế này thôi. Nó làm ăn là ăn đầu đũa, chỉ là dơ cái khúc này thôi. Chính vậy mà khi mà rửa thì mình chụm lại như thế này và xịt miếng nước rửa chén lên, đúng không? Rồi mình gấp lại, dùng bàn tay xe như thế này, ma sát cộng với lực xà bông, nó tạo nên một cái hỗn hợp gọi là tạo bọt đó. Nó sẽ xùi bọt mép ra, nó sẽ xùi bọt ra và tiêu diệt hết tất cả vi khuẩn, vừa là không tốn tiền, không tốn thời gian, không tốn nước, rồi hả, không tốn công, rồi nó vừa là sạch nữa, chứ ngồi hay đâu mà vuốt từng cái nha. Như vậy là bị phí thời gian. Với lại ngày xưa có cái câu chuyện gì ta, cái câu chuyện mà bó đũa đó mọi người, cái câu chuyện nó rất là hay luôn. Quá hay có nghĩa là một đũa bẻ ra được thì gãi, nhưng một chùm như này bẻ ra thì không gãi. Rồi nó cứ lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Mỗi khi mà người phụ nữ rửa chén, ô nhớ lại cái câu chuyện mà ngày xưa cha mình đã dạy mình, nếu rửa một cái như vậy thì chiếc đũa sẽ cô đơn, sẽ lẻ loi, sẽ một mình. Chính vì vậy mà khi mà rửa, những người nhớ là cái lời ông cha của mình, rửa là phải rửa một chùm này, thể hiện cái sự đoàn kết, sự yêu thương nhau, đùm bọc chở che, hoạn nạn lá lành đùm lá đất đùm lá nát. Nên hãy tin Lâm, rửa chén là phải rửa một nồi như này, rửa một cái là tu nhau. Rửa một cái đũa thì sẽ dễ sạch hơn là rửa cả một bó đũa. Chúng ta phải nhìn ngược lại, nhìn cái câu chuyện ở góc nhìn ngược lại. Như vừa nãy anh Lâm với cả chị Hari có nói là bây giờ tiết kiệm thời gian. Đó lại là những cái lỗi lầm của chính chúng ta, bởi vì chúng ta chạy theo cuộc sống nhanh quá nên chúng ta không quan tâm đến gì đến cái sức khỏe của chính bản thân mình. Nhưng chính ra rửa từng cái đũa một nó rất mất thời gian. Chúng tôi công nhận điều đó, nhưng nó mới giúp cho những cái đôi đũa nó sạch một cách hoàn toàn. Còn kia thì nếu mà bạn rửa đũa cùng một lúc, các bạn rửa cùng một lúc thì là những cái vi khuẩn, những cái chất bẩn của những cái đũa khác ấy, nó sẽ lại bám vào nhau, hoặc là nó không có cái chỗ để mà nó bị đánh bật ra. Chất mà chúng ta cần rửa khỏi những cái bó đũa này nó là dầu ăn, nó là mỡ, thì những cái đấy nó có cái tính chất là rất là dính, rất là bám vào nhau. Mà nếu mà chúng ta cứ như thế này thì cứ cái câu chuyện này bám vào cái câu chuyện khác. Khi ăn lại, người xù bọt mép không phải là những đôi đũa của anh Lâm và chị Hari nữa, mà chính là các bạn ấy. Đó. Không có đấy các bạn à, từ đó thì các bạn có thấy mà ai mà ăn đũa dơ mà bệnh không có gì. Bây giờ mình xe như vậy, nhưng cái thao nước như vậy thì mình nhúng cái đầu đũa vào cái thao nước và mình bắt đầu xe như thế này, đúng không ạ? À? Còn nếu mà muốn sạch hơn nữa thì nhà mình có những cái máy lạnh Asenjo đó, mọi người để lên cái đầu hà hơi đó, thấy không? Mọi người để bó đũa lên cái máy lạnh, mọi người xe như thế này thì cái hơi lạnh từ trong cái máy lạnh nó sẽ phà vô, nó sẽ kháng khuẩn và sạch hết đôi đũa, rất là đơn giản thôi. Không có ai mà ăn rửa mà rửa dơ, ăn chết, có ai nghe không ạ? À? Không bao giờ có chuyện đó nha. Nè bây giờ em đây, em gái nhà em có rửa chén không? Dạ có. Em rửa như thế nào? Chia sẻ thật lòng cho anh. Bình thường em rửa từng đôi anh. Hay. Bên kia là từng chiếc với từng đôi thì nó vẫn lên đủ. Là số nhiều rồi nha. Em ở nhà rửa bao nhiêu ạ? À? Thiệt ra là em có tí bệnh OCD nên em nghĩ là OCD là gì vậy? Bệnh thích những cái sự mà chi tiết rồi nên em thích từ từ mình nhìn cho cái cảm giác gọi là rửa từng đôi á. Em thích từng sợi hả? Đúng rồi, em thích từng sợi. Vậy mỗi khi mà em chải đầu em cũng chải từng sợi hay sao? Không, chải đầu là nguyên cái lượt thì mình đúng rồi. Cái đó là công cụ để giúp mình chải một nùi rồi anh. À, thì anh chỉ chia sẻ hết từ đáy lòng của anh thôi. Bây giờ là đáp án chính xác của chương trình. Rửa từng chiếc đũa là một đáp án